Đàn ông dù nghèo đến mấy nhưng có nét tướng này càng già càng giàu, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, quan điểm nhân tướng học cho rằng vấn đề tài lộc liên quan tới tướng khuôn mặt của con người. Với người bình thường, đơn thuần khuôn mặt chỉ thể hiện đẹp hay là xấu. Còn trong giới khoa học, những người tin vào chứng cứ, người nghiên cứu nhân tướng học thì khuôn mặt có thể báo hiệu một số vấn đề sức khỏe, thậm chí là tiền tài, danh vọng, vận mệnh sau này. Thầy phong thủy tướng số tiết lộ rằng người đàn ông sở hữu những nét tướng sau đây có thể coi là phúc tướng, càng về hậu vận càng sung sướng, sự nghiệp ổn định, gia đạo bình an hạnh phúc. Để biết mình có may mắn sở hữu những đặc điểm này hay không, xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây nhé. Thứ nhất, tướng mặt người có tài lộc dồi dào. Trong cổ tướng học, trán là bộ vị cực kỳ trọng yếu của việc xem tướng. Có thể nói, xem nhân luận lục thân ở đây, công danh sự nghiệp ở đây, tài trí cao cả ở đây, sinh tử cũng ở đây. Một người đàn ông nếu như may mắn sở hữu trán rộng, nhô cao, thường rất thông minh, giàu sang, phú quý hơn người. Thêm vào đó, những người này được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo trong công việc. Đàn ông sở hữu vầng trán cao thường có tài tiên đoán như thần. Con đường công danh của người này rộng mở, tài lộc dồi dào, cuộc sống vô cùng thăng hoa sung túc. Thêm vào đó, họ còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Nhân tướng học cũng chứng minh rằng những nhà lãnh đạo, những người có chức quyền, giàu có thường sở hữu trán cao và rộng. Bên cạnh trán cao thì một người nam giới có cằm trẻ cũng là người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa, tài vận tương đối hưng vượng, cuộc sống sung túc. Nếu mang những nét tướng tài lộc này, bạn đã thuộc vào số ít người cực kỳ may mắn. Tuy nhiên, tâm sinh tướng số, những nét phúc tướng cũng do bản thân bạn cố gắng, hành thiện tích đức, biết nắm bắt cơ hội phát triển thì sự nghiệp mới thăng tiến. Nếu chỉ dựa vào may mắn, sống buông thả, tiêu xài hoang phí thì chẳng mấy mà tài sản cũng về con số không mà thôi. Thứ hai, tướng mặt đàn ông có chí tiến thủ. Một khảo sát chứng minh rằng trong số tiêu chuẩn chọn chồng tương lai thì 99% các chị em đều chọn một người đàn ông có chí tiến thủ. Đàn ông cần có sự nghiệp vững vàng mới có thể lo lắng cho bản thân, cho gia đình. Vì vậy, đừng nên sống quá an nhàn, hãy biết tiến thủ, không ngừng cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Vậy làm cách nào để nhận biết một người đàn ông có chí tiến thủ? Trong nhân tướng học, người đàn ông mắt có hai mí ẩn, thường là người điềm tĩnh, chín chắn, thông minh, nhìn xa trông rộng. Họ biết cách để thăng tiến trong công việc, hài hòa trong cuộc sống, khiến cuộc đời càng lúc càng vượng. Trong cuộc sống, đa phần những người học cao biết rộng, chuyên nghiên cứu về khoa học công nghệ thường có đặc điểm này. Thêm vào đó, nếu người đàn ông có mũi túi mật, cho thấy người đàn ông đó là người có chí tiến thủ, có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, có địa vị tên tuổi nổi bật trong xã hội, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thứ ba, tướng đàn ông kiên cường, không lùi bước. Người có nét phúc hậu, tướng người tiến thủ là những đặc điểm vô cùng hoàn hảo ở đàn ông. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người đàn ông cũng cần phải có bản lĩnh vững vàng, kiên định, không lùi bước trước khó khăn. Thực tế cho thấy, nếu giàu có mà hèn nhát, tiền bạc cũng sẽ chẳng giữ được lâu. Nếu có mục tiêu mà sợ khó, sợ khổ, thấy thử thách đã chùn chân thì cũng vô nghĩa. Trong nhân tướng học,
một người đàn ông có đường nét môi miệng rõ ràng, hai cánh mũi nở nang thường là những người có tham vọng lớn, ý chí kiên cường nên dễ dàng thành công. Những kiểu đàn ông này thường có hoài bão lớn lao đối với sự nghiệp, không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài. Ngược lại, đối mặt với áp lực càng hưng phấn thấy rõ. Những người đàn ông có ý chí, khi họ đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ không nản lòng. Thay vào đó, bình tĩnh phân tích nguyên nhân, tích cực tìm kiếm phương pháp để có thể chuyển bại thành thắng, xoay chuyển tình thế bất ngờ. Đặc biệt, những người đàn ông này thường sống khá thọ, sức khỏe tốt, trên 80 tuổi là chuyện bình thường. Quý vị thân mến, tướng và số không cố định, nó tùy theo tâm niệm và việc làm của con người mà đổi thay. Đừng vì tướng xấu mà bi quan cả đời. Phú quý tài lộc muốn nhắn nhủ rằng, nét phúc tướng sinh ra vốn thế, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh bằng năng lực của bản thân. Nếu cố gắng rèn luyện, trau dồi kiến thức và bản lĩnh, không sớm thì muộn, nhất định sẽ gặt hái được thành công. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng hạnh phúc của người phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng. Điều này quả không sai. Lấy được một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, có sự nghiệp vững vàng là điều bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả đó phải là một người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ con, biết chăm lo cho gia đình. Vậy người phụ nữ có thể dựa vào những nét tướng nào để nhận biết một đàn ông chung thủy? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Mặt vuông. Những người đàn ông có khuôn mặt chữ điền đều là những người đàn ông có tính cách trung thực thật thà. Nhờ tính cách này, người bạn đời sẽ luôn biết cách quan tâm ân cần tới bạn và những người xung quanh mà không so đo tính toán. Cũng bởi tính tình trung thực nên tình cảm họ rất thủy chung son sắc, không dễ gì bị lay chuyển bởi những người khác bên ngoài. Một người hiền lành như vậy sẽ là người đàn ông tuyệt vời để che chở và bảo vệ người phụ nữ họ yêu đến suốt cả cuộc đời. Sau khi kết hôn, người đàn ông này sẽ là trụ cột của cả gia đình, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với vợ và cố gắng hết mình để phát triển sự nghiệp. Vì luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nên anh ta sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và khoảng thời gian dành cho vợ con. 2. Lông mày. Đàn ông lông mày rậm thường có tướng mạo ưa nhìn và rất đào hoa. Họ thường được rất nhiều các cô gái vây quanh và để ý. Tuy nhiên, không vì thế mà họ kém chung thủy trong tình yêu. Theo nhân tướng học, lông mày là dấu hiệu thể hiện những khía cạnh tình cảm của phái mạnh. Người có lông mày rậm luôn giàu tình cảm và hết mình trong tình yêu. Khả năng thấu hiểu của họ rất cao nên sẽ chia sẻ với bạn mọi việc khó khăn trong cuộc sống. Họ chung tình, giàu cảm xúc và tình yêu thương với người khác. Ngoài ra, theo nhân tướng học, lông mày mọc rủ quắp xuống mắt và chân mày to đầy đặn là một trong những dấu hiệu của người đàn ông thương vợ, chỉ chung tình với một người. 3. Đôi mắt. Đôi mắt to trong nhân tướng học thể hiện sự nhìn xa trông rộng. Đây là bản tính tốt của một người đàn ông, bởi họ có thể dẫn dắt gia đình tốt nhất. Người có mắt hai mí còn có đức tính chăm chỉ, chịu khó làm việc. Họ sẽ hết mình để đem đến sự an toàn về tài chính cho gia đình, không để người vợ phải vất vả. Đôi mắt của người đàn ông lớn, sáng có thần, cộng thêm nhiều tròng đen, ít tròng trắng là dấu hiệu tốt của một người đàn ông tốt, luôn một lòng một dạ với người phụ nữ họ yêu thương. Ngoài ra, họ còn được xem là những người thấu tình đạt lý. Họ thường dễ dàng nhận thấy được những nỗi niềm của bạn đời để tìm cách chia sẻ.
Vậy nên chúng ta hoàn toàn yên tâm giao phó cả cuộc đời mình cho người đàn ông có tướng mạo như vậy. 4. Đặc điểm nhân trung. Nhân trung chính là phần rãnh từ môi lên trên. Với người trung tình thì thường có những hình dạng nhân trung như sau: nhân trung vừa sâu vừa rộng và tươi sáng, hoặc nhân trung dài, rộng và ngay ngắn, hoặc nhân trung bề ngang hơi hẹp nhưng dài và sâu. Nếu người đàn ông nào có nhân trung rộng và sáng thì họ sẽ có đời sống tình cảm rất phong phú. Với bản tính thông minh và khôn ngoan, họ biết đâu là người để họ dành tình cảm và gửi gắm niềm tin trong suốt cả cuộc đời. Đàn ông có nhân trung rộng và sáng thường tránh xa những tác động ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, khi người chồng có nhân trung rộng và sáng, tất nhiên sẽ không cần lo lắng, bởi anh chàng này sẽ không để người phụ nữ cạnh mình phải buồn hay nghi ngờ điều gì. 5. Gò má nhỏ, sống mũi thẳng. Theo nhân tướng học, khuôn mặt có sống mũi cao và hai bên gò má thu lại tạo thành khuôn mặt cân đối là dấu hiệu thể hiện một người đàn ông trung thủy. Người này sẽ trung tình với bạn suốt cuộc đời, là một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Không chỉ vậy, những người đàn ông có sống mũi thẳng thường rất thích nấu ăn. Họ thường dành thời gian rảnh để nấu cho vợ con mình những món ăn ngon nhất. Dù bị bạn bè kêu rằng tính cách này có thiên hướng hơi giống đàn bà, nhưng họ không bao giờ cảm thấy phiền lòng. Không chỉ trung tình, người đàn ông có gò má cao, sống mũi thẳng lại còn rất biết cách nói chuyện. Họ có khiếu hài hước và một khả năng sáng tạo vô hạn khiến vợ con đều muốn ở bên họ bất cứ lúc nào. Quý vị thân mến, một điều mà Phú Quý Tài Lộc muốn chia sẻ, không phải người đàn ông có tướng tá tốt thì cũng đều trung thủy, một lòng hai dạ với vợ con. Cũng giống vậy, không hẳn người đàn ông tướng xấu cũng đều vũ phu hay mang lại điều xấu cho người phụ nữ bên cạnh họ. Đây chỉ là thông tin tham khảo, chúng ta đều có thể hóa giải xấu thành tốt. Chỉ cần tâm hướng thiện, Phú Quý Tài Lộc tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Cần tránh những cái nhìn chủ quan rồi đưa ra kết luận từ một phía. Đàn ông có những nét tướng này nên lấy làm chồng, càng già càng giàu có đức độ. Tướng mặt người tài lộc dồi dào, trán cao cầm trẻ. Đàn ông có trí tiến thủ, mắt hai mí, mũi túi mật. Đàn ông có trí tiến thủ, mắt hai mí, mũi túi mật. Đàn ông kiên cường, không lùi bước, môi miệng rõ ràng, cánh mũi nở nang. Phú Quý Tài Lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.